Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh bài học em nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Họ bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào các bác nhé. Họ lên nào các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. Dạ vâng, em là ô tô chưa đâu cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất bên đang cập nhật nhé. Các bác thấy hay hãy chia sẻ giúp em nhé. Và hãy cho em xin một lượt like các bác nhé. Vâng, em cảm ơn các bác ạ. Có một mẫu xe được đánh giá là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng BMW các bác nhé. Mẫu xe được mang tên là BMW 318i, sản xuất năm 2005, số tự động các bác nhé. Đó, một phiên bản rất là đặc biệt luôn. Đây, để em tắt cái phần đèn đi các bác nhé. Em tắt cái phần đèn đi đấy. Đó, độ lên cả màn hình đầy đủ các nhá. Đó, màn hình đầy đủ luôn. Một mẫu xe được đánh giá là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng BMW nhá. Họ sử dụng động cơ 1.8. Đó, lên cái dòng xe này chỉ 7,5 lít thôi. Đó, trên 100 cây. Đó, đường cao tốc các nhá, đường trường. Đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Một trong những cái dòng BMW được đánh giá các nhá là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn ạ. Xe còn khá đẹp luôn với cái form dáng đây ạ, đúng không ạ? Đó, cái form dáng giữ bác là miễn bàn luôn. Cái form nó rất là dài và rất là trường, xe được trang bị mâm đúc các nhá. Quá chất lượng. Mà mẫu xe này bên em chào bán mức giá là cực kỳ rẻ nhá, cực kỳ rẻ luôn ạ. Đây là phần nội thất các nhá, đó nội thất. Xe được trang bị túi khí vòng quanh xe nhé, túi khí quanh xe luôn. Đó, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gương gập điện đầy đủ luôn ạ. Hai ghế trước chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí có nhá. Đó, đây ạ, phần ghế điện này ạ, hoạt động rất là mượt mà luôn. Đây ạ, chỉnh ghế lên này có nhá. Đó, ghế lên này. Đó, ghế da là ghế da zin nguyên bản này. Có nhá, ghế da zin nguyên bản. Từ những phần táp lô đây. Đúng không ạ? Đã độ lên cả màn hình Android kết hợp cam lùi với nhá. Âm thanh rất là hay luôn. Cực kỳ chất lượng. Toàn bộ đây, táp ly cửa đây là zin với nhá, zin. Zin của xe từ đầu luôn. Các bác xem này, tất cả phần đinh chốt bản lề này mới cứng này. Nói chung là xe rất là đẹp luôn ạ. Ghế da zin với nhá, zin nguyên bản từ đầu luôn. Quá chất lượng cho một mẫu xe. Số tự động nhá, số tự động. Ngập tràn công nghệ hiện đại. Cái dòng này đi thì rất là sướng luôn các nhá. Đó, đi nó đầm, nó chắc. Cách âm tốt các nhá, tôn vỏ dày. Ngập tràn công nghệ hiện đại. Túi khí quanh xe, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, điều hòa tự động, chốt cửa tự động nhá, rèm chắn lắng tự động bằng điện luôn ạ. Đó, rèm chắn lắng tự động bằng điện luôn đằng sau đây ạ. Đó, toàn bộ nguyên bản này và rèm chắn lắng tự động bằng điện các nhá. Tì để tay các nhìn đây. Đó. Thì để tay đây, bên dưới nhá, có thể để đồ này. Đó, lỉ mới cứng này. Đây chủ xe để phần để giấy đây. Đó, các nhá. Đó, chủ xe để giấy. Bây giờ các bác thích các bác phải cho lên này. Được chưa? Không thích thì mình lại cho vào đây. Quá chất lượng luôn. Coi nhá. Quá chất lượng luôn ạ. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 197 triệu mà thôi các nhá, 197 triệu. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn khá đẹp này rồi các nhá. Quá chất lượng luôn đúng không ạ? Vô lăng này các bác xem này, vô lăng vút tích tích hợp bàn phím này. Vô lăng rất đẹp luôn. Đúng không ạ? Vô lăng zin các nhá, vô lăng zin đẹp này, vô lăng tích hợp bàn phím này. Đó, có chế độ ga tự động đầy đủ các nhá. Nhớ ghế 3 vị trí luôn các bạn, nhớ ghế 3 vị trí. Quá chất lượng. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em ở số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn các bác nhá.
Và đây em sẽ cho bác xem phần cốp để đồ đằng sau đây ạ. Toàn bộ trên này là lỉ zin nguyên bản này. Coi nhá. Ở bên dưới đây. Cũng toàn bộ là lỉ zin luôn. Coi xung quanh đây coi nhá. Zin nguyên bản luôn ạ. Chung là xe còn khá chất lượng luôn. Đó, zin nguyên bản ở đâu coi nhá. Với cái mức giá chưa tới 200 triệu đúng không ạ? Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe này rồi ạ. Và đây, màn hình đây coi nhá. Đó. Kết hợp cam này. Cam lùi và cảm thấy lùi lét căng luôn ạ. Lét căng luôn ạ. Và đây, phần giật rắc cái ống điện này các bạn. Được chưa? Tất cả xe VM bán ra đều có cam kết các nhá, bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đụng đụng, không ngập nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe VM thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ nhá. Có những cái mẫu xe nhập vào. Đó, xe nó phải thực sự đẹp. Thực sự chất lượng thì bên em nhập vào coi nhá. Đây để em mở capo cho bác xem phần khoang máy này. Đây các bác chờ em chút nhá. Đây ạ. Máy lổ khá êm luôn, coi nhá. Máy lổ đại chất luôn. Lổ êm du luôn ạ. Nói chung là phần máy thì bên em kiểm tra rất là kỹ rồi, coi nhá. Đó, máy hoạt động rất là mượt mà luôn này. Toàn bộ đây, phần giằng đầu zin nguyên bản coi nhá. Đó, quá đẹp luôn, quá chất lượng luôn. Tất cả những phần xốp này, zin này. Chưa? Máy lổ khá êm luôn. Cực kỳ êm luôn. Êm du luôn. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi coi nhá. Đó, còn máy lổ rất là êm luôn. Dạ vâng, đó tổng thanh xe BMW 318i coi nhá. Một lượt mua ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.